bác nhé. Lại có ông đâu một vàng nữa nha các bác ơi. Cả anh em đã đến với kênh YouTube Thợ Săn Bắc Giang nha. Hôm nay là anh em bọn mình lại tiếp tục đi bắt ong. Hôm qua thì nó sai chiến thuật một tí nên là bị đốt híp hết mắt. Nhưng mà không sao các bạn ạ. Một mắt thì một mắt nhưng mà vẫn nhìn thấy to bình thường. Đấy, anh em nhớ đừng rời khỏi màn hình để theo dõi những cái chuyến đi tiếp theo của bọn mình nha. Ok, chào anh em. Đây anh em ơi, anh em mình đã thấy cái tổ ong này nha, nó nằm rất chi là chênh vênh. Ồ, cả một đội 5-6 ông, toàn ông mắt không bị đốt mà các ông không nhìn thấy, mà cuối cùng để cái thằng mắt hít muốn mắt như mình nhìn thấy này. Đây, mình sẽ đưa các bạn ra đây. Đây các bạn, mình sẽ đưa các bạn ra đây, đây tổ ong này. Rất là to luôn này. Ô tổ này, ô tổ có mặt ơi. Đây, đây các bạn ơi, đây 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 đây, các bạn thấy chưa? Đấy. Đấy, bao nhiêu ông mắt ra, không bị đốt híp mắt, không thấy mà mình bị đốt híp mắt, mà mình vẫn nhìn thấy ồ. Đây anh em, đấy. Đây. Toàn anh em không bị đốt, hai mắt sáng quắc này. Ồ, mà cái thằng híp mắt như mình lại nhìn thấy trước này. Tầm này không có núi đâu mà chạy nhá. Ôi, tổ này to nhỉ. Ai lấy cây về chọc đi. Hả? Ô, chọc bình thường ấy. Cái gần nó được lúc rồi. Làm tí khói hun lên phát là biết ngay ấy nhỉ. Đúng không? Làm tí khói hun lên phát biết luôn. Phải đi xa hơn đó, đi tìm chỗ xa đó. Tổ này gần một tí tiện đường mình ra mình lấy xong. Không tí nữa, thằng nào lấy mất thì chào. Không, không ai lấy đâu, không ai lấy đâu. Anh em mình không lấy thì không ai lấy đâu. Anh vào ký tên rồi lúc này. Ồ, lấy dao chặt gốc này, để nhận này. Lấy dao chặt gốc và nhận. Đây bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục vào bên sâu hơn bên trong để xem còn tổ nào nữa không. Tại vì tổ này nó gần đây thì anh em mình sẽ bắt sau. Bây giờ anh em mình chơi cái kiểu là đi tìm trước. Tìm xong thì mới đi tìm thì sau. Ví dụ như các bạn nha, tìm được 2-3 ổ ấy, thì sau chiều lúc đấy thì mình sẽ mở một thẻ thì nó sẽ đỡ mất thời gian của anh em. Và lúc đấy anh em mới bắt được nhiều mật và nó mới cố gắng làm sao đạt được cái ngày công tốt nhất. Nên bây giờ anh em mình đi tiếp đi. Hello anh em nhé. Đây anh em có biết đây là cây gì không? Cây này là mà ở anh em địa phương người ta hay dùng để bắt cá. Nhưng hiện tại thì bây giờ người ta đã hạn chế tối đa cái việc sử dụng cái loại cây này để bắt cá rồi. Cây này thì là anh em sẽ đào những cái cây này lên và lấy cái rễ của nó. Cái rễ của nó dập ra, sau là thả xuống suối hoặc là xuống một cái hũng nước. Lấy cái rễ nó thả xuống thì toàn bộ cái con cá ở trong hũng đấy nó sẽ chết toàn bộ, chết hết luôn. Là anh em chỉ việc lấy thôi, lấy cá rất là nhanh. Nhưng mà hiện tại thì là đây là mình chỉ chia sẻ với anh em thôi, còn không khuyến khích anh em dùng những cái cây như này nha. Đây là mình đi rừng. Nói chung ở trong rừng thì rất sản vật, động thực vật nó rất là phong phú, đặc biệt là những có phải quạt nó mới lên đấy nhỉ?
Chào các bác nhé. Lại có ông bơ một vàng nữa nha các bác ơi. Đây. Hôm qua một tổ, hôm nay một tổ bơ một vàng nhé các bác ơi. Lộn quá là tuyệt vời. Hôm qua là cây keo nhé, hôm nay là cây khác nhé các bác nhé. Đấy. Ok không các bác ơi.